Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review con Nokia C700. Đây là phím tăng giảm âm lượng. Còn phím này là phím gì mình cũng không biết luôn. Bấm vô nó không có hiện lên gì hết. Còn đây là khóa màn hình. Trên này có một nút nguồn nè, jack tai nghe nè, cộng USB nè, truyền dữ liệu. Để xem bên trong này nó có những gì nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô bên trong phần menu. Đó. Vô cài đặt xem thử nha. Profile giao diện. Xem giao diện có gì không, thử cái này xem. Ồ, đẹp chưa. Ok, đẹp mà hơi khó nhìn. Rồi bây giờ là điện thoại. Ngay giờ lời nói này là cái gì đây? À, ngôn ngữ của điện thoại. Hiển thị nè, độ sáng nè, hết cỡ luôn rồi. Kết nối NFC, Wi-Fi, dĩ nhiên là con này có Wi-Fi rồi, Bluetooth, USB. Rồi, bây giờ mình sẽ thử camera của con này như nào nha. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ vuốt sơ qua cho các bạn xem. Có YouTube mà không xem được nè các bạn. Camera của con này là 8 chấm nha các bạn. Xem 8 chấm chụp nó có đẹp không? Chụp cũng ok mà thua con N8 nhiều. Để mình xem mẫu nhớ trong của con này nó bao nhiêu GB nha. Bộ nhớ máy là hơn 200 MB, còn bộ nhớ chung là gần 4 GB. Thẻ nhớ không có, mình không có gắn thẻ nhớ trong máy này. Nếu các bạn muốn mình làm riêng một clip test game trên cây Nokia C7 này thì hãy bình luận ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ mình sẽ chơi thử một game Fruit Ninja để xem máy hoạt động có mượt không nha các bạn. Chén trái cây khá là mượt luôn các bạn ơi, khá ngon đó. Âm thanh to rõ ràng. À thôi. Ta
thôi mình test nhanh sơ qua vậy thôi nha các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.